Hỏa hoạn bùng phát tại chợ đồ nội thất Karachi, Pakistan ngày 2 tháng 1. Hàng loạt vụ nổ xảy ra ở New York ngày 3 tháng 1. Bão Hen quét qua nước Anh ngày 2 tháng 1. Bị nghi ném bom xăng, tàu cá bốc cháy dữ dội trên biển Cà Mau ngày 2 tháng 1. Hỏa hoạn lớn nhấn chìm khách sạn Celebron ở Nam Phi ngày 2 tháng 1. 3 ngày liên tiếp Nhật Bản gặp chuyện không may, cháy lớn gần khu ẩm thực ngày 3 tháng 1. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Hỏa hoạn bùng phát tại chợ đồ nội thất Karachi, Pakistan. Vào ngày 2 tháng 1, một trận hỏa hoạn bùng phát tại chợ đồ nội thất Karachi, Pakistan. Đoạn video cho thấy ngọn lửa lan rộng ra cả khu vực và có xu hướng càng lúc càng lớn. Từng đám khói liên tục bốc lên trời. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn. Khu vực này đã bị lực lượng chức năng phong tỏa khiến giao thông bị ùn tắc. Hàng loạt vụ nổ xảy ra ở New York. Vào ngày 3 tháng 1, hàng loạt vụ nổ khiến các tòa nhà rung chuyển chấn động Manhattan, đảo Roosevelt và Queens. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Người dân chứng kiến cho biết một loạt vụ nổ nhỏ làm rung chuyển New York từ Astoria tới đảo Roosevelt. Trong nhiều giờ, các nhân viên cứu hỏa và đội Con Edison đã đi vòng quanh các tòa nhà ngay phía nam cầu và đường tàu điện đảo Roosevelt, thậm chí còn làm bật nắp hố ga nhưng không tìm thấy gì. Ông John Armbruster thuộc đài quan sát trái đất Lamont Hall 30 cho biết họ đều đang tìm kiếm một vụ nổ, tìm kiếm một vụ tai nạn máy bay. Sau khi tìm kiếm vài giờ nhưng không thấy gì, có người nói rằng có thể là do một trận động đất. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết một trận động đất có cường độ 1,7 Richter đã được báo cáo ở Astoria vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng, chỉ vài phút trước khi người gọi 911 để báo cáo sự việc một vụ nổ và các tòa nhà rung chuyển. Bão Hans quét qua nước Anh. Vào ngày 2 tháng 1, bão Hans với sức gió giật lên tới 150 km/h đã quét qua Vương quốc Anh gây gián đoạn việc đi lại ở miền nam nước này, buộc các nhà khai thác tàu phải trì hoãn hoặc hủy các dịch vụ ở các khu vực phía nam và xứ Wales. Bão mang theo lượng mưa lớn kéo dài đang làm tăng thêm tình trạng lũ lụt. Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi cây đổ đè lên ô tô ở Gloucestershire và hàng trăm người đã được sơ tán khỏi tòa nhà hoặc được giải cứu khỏi các phương tiện giao thông. Ở Loughborough, Leicestershire, hàng chục ngôi nhà bị ngập khi kênh đào Grand Union bắt đầu tràn nước. Ông John Brandfrost, sống ở Loughborough, 67 tuổi, cho biết, "Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến trong 38 năm sống ở đây. Tôi nhìn thấy cảnh sát, đội cứu hỏa và xe cứu thương dọc theo các con phố. Một số người mang theo xuồng ba lá đang giải cứu người dân." We'll be right back.
ném bom xăng, tàu cá bốc cháy dữ dội trên biển Cà Mau. Vào ngày 2 tháng 1, một tàu cá đang neo đậu trên vùng biển Khánh Hội, Cà Mau thì bất ngờ bị một số người dùng chai thủy tinh có chứa xăng nghi là bom xăng đốt rồi ném qua tàu, khiến phương tiện bị cháy rồi chìm xuống biển. Vụ việc đã khiến tàu bị cháy dữ dội. Để đảm bảo an toàn, ông Phong và một số thuyền viên trên tàu cá đã di chuyển sang một tàu cá khác đậu cạnh đó. Sau khi tấn công tàu cá, nhóm người lạ trên đã chạy quanh tàu cho đến khi phương tiện cháy và chìm hoàn toàn xuống biển thì mới bỏ đi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, tàu cá do ông Trương Hoài Phong, ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm thuyền trưởng, đang cùng tàu cá số hiệu CM06377TS neo đậu trên vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau thì bất ngờ bị nhóm 4 người chạy vỏ máy dùng bom xăng tấn công. Vụ việc ước tính gây thiệt hại cho chủ tàu khoảng 2 tỷ đồng. Hỏa hoạn lớn nhấn chìm khách sạn Sally Pond ở Nam Phi. Ngày 2 tháng 1, một trận hỏa hoạn lớn nhấn chìm khách sạn Sally Pond ở Helena thuộc tỉnh Western Cape, Nam Phi. Du khách và nhân viên tại khách sạn 5 sao ở vịnh Helena đã được sơ tán khi ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp các tòa nhà của khách sạn. Không có thương vong nào được báo cáo. Hiện vẫn chưa thể xác nhận nguyên nhân vụ cháy. Đám cháy lây lan nhanh chóng do điều kiện thời tiết nhiều gió. Khách sạn Sally Pond, một địa điểm nổi tiếng ở thị trấn ven biển đẹp như tranh vẽ, nổi tiếng với khung cảnh ngoạn mục và từng là trung tâm thu hút cả người dân địa phương cũng như khách du lịch. Mức độ thiệt hại đối với cơ sở lịch sử vẫn chưa được đánh giá. Ngày liên tiếp Nhật Bản gặp chuyện không may, cháy lớn gần khu ẩm thực. Vào ngày 3 tháng 1, một tòa nhà gần khu phố ẩm thực Torimachi Sokudogai đông đúc của thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản bất ngờ cháy lớn. Ngọn lửa bùng lên vài giờ, đám cháy lan rộng ra các tòa nhà xung quanh hướng về khu Torimachi Sokudogai. Hiện vẫn chưa có báo cáo về tình hình thương vong. Lực lượng cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát đám cháy. Video cho thấy ngọn lửa và khói đen bay lên nghi ngút từ hiện trường. Torimachi Sokudogai được xem là khu phố ẩm thực đầu tiên của thành phố Kitakyushu kể từ sau Thế chiến thứ hai. Vụ cháy ngày 3 tháng 1 đánh dấu 3 ngày đầu năm 2024, đất nước Nhật Bản đều gặp chuyện không may. Trước đó, trưa ngày 1 tháng 1, trận động đất mạnh 7,6 độ Richter tại bán đảo Noto, miền Trung Nhật Bản và các khu vực lân cận làm chết ít nhất 64 người. Chiều ngày 2 tháng 1, một máy bay chở 379 người của Japan Airlines bốc cháy sau khi va chạm với máy bay cảnh sát biển tại sân bay Haneda ở Tokyo, làm 5 người thiệt mạng. We'll be right back.
tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.